Rồi chúng ta sẽ có một cái character họ tên năm mươi đi chấm phẩy, chúng ta họ tên 50 và chúng ta sẽ gán họ tên bằng Trần Quang Bình chấm phẩy và xuất ra. Phần trăm S phẩy họ tên. Cái gì? Character có liên quan gì? Tạo rosette mới rồi mà. Chuỗi. Tiếng Việt. Nãy nó bị cái lỗi tiếng Việt các bạn. Demo chuỗi á. Mình tạo ra cái project nó có cái tên tiếng Việt mà không chú ý. Nãy mình nghĩ là demo đó, thấy không? Chuỗi. Demo chuỗi. Character họ tên rồi dùng lệnh xuất ra phần trăm s phẩy họ tên. Sao luôn biết sao luôn không, mình khai báo thiếu gì, họ tên này phải gì, cha sao là con trỏ, còn bây giờ mình dùng mãn, ví dụ họ và tên 50 ký tự, được chưa? Rồi bây giờ nhập vào thay vì gán, mình nhập trực tiếp từ bàn phím, mình sẽ dùng lệnh print nhập họ tên, dùng lệnh scan phần trăm s phải nhập vào họ tên và sau đó xuất họ tên ra, nhập vào họ tên Nguyễn Thị Hoa, xuất ra chỉ mỗi được chữ Nguyễn đó. Như vậy đối với chuỗi thì chúng ta không dùng lệnh scan, bởi vì lệnh scan nó chỉ nhận đến ký tự khoảng trắng hoặc enter là nó dừng. Thì chỗ này thay vì bạn dùng lệnh scan thì bạn sẽ dùng lệnh get s. Get s. Như vậy ở trong cái tài liệu các bạn chú ý giúp thầy, nếu như bạn dùng get s thì không cần
dấu vàng, không cần dấu vàng, GS. Và chỗ này GS chúng ta đưa vào đây họ tên chấm phẩy. Nguyễn Thị Hoa. Xuất ra được Nguyễn Thị Hoa. Rồi. Tiếp tục chúng ta có thể đổi cái này. Đổi cái print này thành lệnh push add họ tên. Push đẩy cái chuỗi ra. Bùi Văn Hoàng. Bùi Văn Hoàng. Như vậy, nếu như các bạn chỉ thao tác đơn thuần như vậy thì trên này chúng ta không cần khai báo string.h. Nhưng nếu mà các bạn muốn xài len là độ dài chuỗi thì bạn khai báo thêm chấm h. Ví dụ chỗ này bạn sẽ xuất ra độ dài chuỗi, chỗ này mình xuất ra độ dài 100D, mình ghi là độ dài n, thì chỗ này nó sẽ có một cái hàm là s str len. Str len mở ngoặc họ tên. Rồi, dịch ha. Dịch nó sẽ cảnh báo nè. Str len. Str len. Nó không hiểu à. À Lê Thị Nam. Đó. Được chưa? Như vậy chỗ này nó cảnh báo, nó cảnh báo lúc mà chạy nó cảnh báo nè. Thì các bạn nên khai báo cái str, cái include cái string vô để mà thao tác được với lại các cái hàm liên quan đến chuỗi thì các bạn khai báo string vào. Ví dụ trong này chúng ta có hàm gì copy và lấy chuỗi con. Lấy chuỗi con và copy. Đó. Ví dụ mình copy từ nguồn sang đích. Copy từ nguồn sang đích và xuất đích ra. À, đích này là chưa có gì hết. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ khai báo một cái họ tên 2. Họ tên 2. Ví dụ 50 ký tự. Độ dài này các bạn cũng phải tương ứng đó nha. Còn nếu mà không tương ứng thì lớn chỉ có thể qua nhỏ. À, nhỏ có thể qua lớn mà lớn qua nhỏ là nó lỗi. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ dùng str copy. Str copy. Như vậy thì các bạn có thể sử dụng cái str copy, copy cbe viết tắt. Str cbe từ đích sang nguồn, đích trước nguồn sau. Như vậy đích là họ tên, họ tên 2. Nguồn là họ tên. Rồi ok. Và chúng ta sẽ push họ tên 2 ra. Hoặc là chúng ta sẽ xuất cái họ tên 2 ra. Họ tên 2 phần trăm S phẩy họ tên. Họ tên 2. Đó, mình xuất cái họ tên 2 ra. Xuống dòng cái cho nó dễ thấy. Copy qua. Họ tên Lê Văn. Rồi. Lê Văn Hóa. Rồi họ tên
và copy qua Lê Văn Hóa. Bây giờ thay vì copy các bạn sẽ lấy ra một phần thôi, chuỗi con strcat, chuỗi con, à cái này là các bạn nối chuỗi cat, nối chuỗi vào đó, nối hai chuỗi lại với nhau. Rồi các cái hàm, ví dụ so sánh, compare, reverse, lower, upper và substring. Đó, substring. Ví dụ như compare là xem trả về true false hai cái chuỗi đó bằng nhau không. Mình nhận được một cái họ tên, mình kiểm tra họ tên cũ có giống không. Trả về chuỗi đảo ngược, reverse, đảo chuỗi lại, dùng hàm reverse để đảo lại. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ thử đảo chuỗi str reverse. Họ tên 2. Rồi xuất coi nào. Lena. Xuất ngược. Được chưa? Reverse. Xuất ngược. Đấy. Rồi bây giờ nếu trong trường hợp mà mình không xài cái này. Hai cái cảnh báo. Có hai cảnh báo à. Chúng ta đang xài những cái hàm thuộc về chuỗi mà mình không khai báo thư viện chuỗi. Tuấn Anh. Được chưa? Đó. Rồi, như vậy thì đó là một số cái hàm liên quan đến chuỗi. Lower cho chuỗi nhỏ xuống, upper là chuỗi lớn lên. Rồi str này là tìm chuỗi, search ha, search chuỗi. Như vậy chúng ta đã xử lý một số cái hàm liên quan đến chuỗi cơ bản. Được chưa? Bài 7 xong. Bài 8 có gì? Chúng ta sẽ giới thiệu để các bạn tìm hiểu trước. Hôm sau chúng ta sẽ tranh thủ chấm bài. Cái gì chưa chấm là chấm. Từ lớp 1 cho đến lớp 6. Cấu trúc. Cấu trúc là gì? Tức là ví dụ như chúng ta quản lý sinh viên. Bây giờ các bạn đặt vấn đề nè. Chúng ta quản lý sinh viên thì có mã sinh viên, tên sinh viên và điểm. Nếu như mình nhập 5 sinh viên theo như những gì mình đã học, mình muốn lưu được tên của 5 sinh viên, mình phải làm gì? Tạo gì? Tạo một cái mảng để lưu được 5 cái tên. Vậy làm sao để lưu được 5 cái mã? Tạo cái mảng thứ hai. Làm sao được lưu được 5 điểm? Tạo mảng thứ ba. Bây giờ nội đi tìm thôi. Tìm tên, tìm thấy ở mảng thứ nhất. Phải truy xuất đến mảng thứ hai, phải truy xuất đến mảng thứ ba thì nó mới ra được thông tin của một sinh viên. Và một sinh viên lúc nào nó cũng đi một bộ ba cái thông tin này. Mà mình lưu ở ba mảng thì nó không có hay. Cho nên làm sao? Người ta sẽ lưu chung ba thông tin thành một kiểu dữ liệu duy nhất. Thì kiểu đó chúng ta gọi là kiểu cấu trúc. Kiểu đó gọi là kiểu cấu trúc, kiểu structure. Như vậy thì trong này
bạn stress bạn khai báo nó là kiểu stress, thì bạn có thể khai báo n cái biến ở bên trong, muốn khai báo biến gì cũng được hết, và nó định nghĩa thành một kiểu là sinh viên. Và lúc này chúng ta khai báo một cái mảng có cái kiểu là sinh viên 1, sinh viên 2, hoặc chúng ta khai báo một cái mảng có kiểu là sinh viên. Như vậy chúng ta đã thao tác được trên n cái thông tin của cùng một đối tượng cùng một lúc nhanh hơn. Như vậy đó là các bạn đang nói về search. Được chưa? Nói về stress rất là dễ, không khó. Những bạn mà chưa nộp cho đến lớp 5 assignment giai đoạn 1 thì buổi hôm sau tranh thủ. Những bạn mà nộp càng trễ thì điểm thầy chấm càng thấp. Rồi, nghỉ.